Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Hoắc Kiến Hoa tái xuất đầy phong độ ở tuổi U50, netizen cảm thán lúc ở nhà và lúc đi làm khác nhau một trời một vực. Nam diễn viên khiến khán giả bất ngờ vì ngạnh trẻ trung và vô cùng phong độ ở độ tuổi U50, khác hẳn vẻ ngoài phát tướng cách đấy ít tháng. Sau thời gian dài nghỉ ngơi và dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ, Hoắc Kiến Hoa đang rực rịch trở lại màn ảnh nhỏ qua bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng. Nam diễn viên hiện đang có mặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc để tham gia quay phim cùng đoàn. Theo đó, Hoắc Kiến Hoa sẽ đại diện cùng Lưu Diệc Phi trong dự án lần này. Mới đây, những hình ảnh mới của Hoắc Kiến Hoa trên phim trường Câu Chuyện Hoa Hồng được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn phim ảnh, càng khiến dân tình phấn khích. Nam diễn viên có cách ăn mặc, kiểu tóc mang hơi hướng thập niên trước để phù hợp với tạo hình của nhân vật. Theo những hình ảnh trên phim trường của Hoắc Kiến Hoa và Lưu Diệc Phi được chia sẻ, anh khiến khán giả bất ngờ vì hình ảnh trẻ trung và vô cùng phong độ ở độ tuổi U50, khác hẳn vẻ ngoài tròn trịa với vòng bụng đầy đặn trước đó. Bởi cách đây ít tháng, trong hình ảnh gia đình của nam diễn viên được chia sẻ trên mạng xã hội, Hoắc Kiến Hoa để lộ vóc dáng có phần tròn trịa, phát tướng bên cạnh Lâm Tâm Như đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của cộng đồng mạng. Dù chỉ là những bức ảnh được chụp ở khoảng cách xa, nhưng khán giả đã choáng ngợp trước chemistry, phản ứng hóa học của Hoắc Kiến Hoa và Lưu Diệc Phi. Chênh lệch chiều cao vừa phải giữa cả hai cũng mang đến cảm giác cực ngọt trên phim trường. Được biết, Câu Chuyện Hoa Hồng kể về cuộc đời của nữ chính Hoàng Diệp Mai, Lưu Diệc Phi thủ vai, với bốn chàng trai bước qua cuộc đời của cô là mối tình đầu Tráng Quốc Đống, Bành Quán Anh thủ vai, người chồng dịu dàng Phương Hiệp Văn, Lâm Canh Tân thủ vai, tri kỷ tâm giao Phổ Gia Minh, Hoắc Kiến Hoa thủ vai và chàng trai trẻ Hà Tây, Lâm Nhất thủ vai. Tuy nhiên, đến cuối cùng, tất cả những chàng trai này đều không ở lại với Hoàng Diệp Mai và cô trở thành mẹ đơn thân, một mình chăm lo cho con gái với chồng cũ Phương Hiệp Văn. Cốt truyện của Câu Chuyện Hoa Hồng được nhiều khán giả và truyền thông đánh giá rất cao, kỳ vọng trở thành một trong những tác phẩm nổi bật tiếp theo của Lưu Diệc Phi cùng dàn diễn viên nam chất lượng là Bành Quán Anh, Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân, Lâm Nhất. Thông tin thêm về Hoắc Kiến Hoa, nam diễn viên sinh năm 1979, là diễn viên, ca sĩ, nổi tiếng người Đài Loan, quyết định lập nghiệp tại Trung Quốc. Chàng trai vừa có tài vừa có sắc này đã sở hữu hàng chục bài hát, gần 50 bộ phim và nhiều giải thưởng danh giá khác trong gia tài sự nghiệp của mình như Âm Thanh Của Sắc Màu năm 2006, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 năm 2009, Quái Hiệp Nhất Chi Mai năm 2010, Khuynh Thế Hoàng Phi 2011, Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013. Về đời tư, nam diễn viên nên duyên và chính thức kết hôn cùng diễn viên Lâm Tâm Như vào ngày 31 tháng 7 năm 2016. Đầu năm 2017, họ đón con gái đầu lòng cá heo nhỏ. Từ lúc chính thức kết hôn cho đến hiện tại, Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như liên tục vướng vào những tin đồn thất thiệt về cuộc hôn nhân của hai người như hợp rồi tan, ly hôn, đừng ai lấy đi. Song hiện tại, sau 7 năm hôn nhân, cả hai vẫn bền bỉ nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió của dư luận. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.